Dòng kênh T7 xã Hưng Hà là tuyến đường thủy nối liền với sông Sở Hạ của thành phố Hồng Ngự, là một trong những dòng phân lưu của sông Sở Thượng, quanh năm đón nhận nguồn nước ngọt từ sông Mê Công chảy vào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Ông Bảy Nhân hiện đang sở hữu một đàn dê lên đến hàng chục con được chăn thả cặp bờ kênh T7. Số lượng dê nhiều đã tạo sự chú ý cho chúng tôi nên mới lân la hỏi chuyện. À, Dương Bảy có bao nhiêu con dê Dương Bảy? Thì ở đây thì được 40 con dê ấy, còn mới đẻ nhà 14 con trong nhà. Nó ra 54 con. Rồi tổng cộng là 54 con dê, lớn nhỏ hết. Mà đây thì là 40 con, còn mấy con kia còn nhỏ, cái này cũng hơn nửa tháng chưa thả heo. Dạ. Yeah. Còn một số dê đực này đợi có giá bán là cũng hai mấy ký rồi mà giờ giá hơi bèo chưa bán. Rồi hiện tại giá dê giờ dao động khoảng bao nhiêu chú Dương Bảy? Dê đực thịt á thì 100 ngàn. Dạ, cho mấy ký, có mấy ký, còn dê mà bán dê nuôi, dê bầu nuôi đó là 160, 150, cũng mới bán cũng được ba mấy triệu hôm đó, bán 8 con ba mấy triệu, nhiều quá nuôi chăn không kịp nữa phải bán bớt. Dạ. Vậy thấy cái đàn dê của Dượng lớn quá rồi, cái mô hình nuôi dê này nó có dễ nuôi không vậy Dương Bảy? Dễ, vốn tôi bắt hồi năm 2018 bắt có 8 triệu tiền dê đó. Dạ. Bắt được 7 con 8 triệu, tôi nay 3 năm rưỡi nay tôi bán 200 triệu, giờ còn 50 mấy con đó. Dạ. Bình thường ngày cho ăn cử thì thả ăn, rồi chiều về nhốt, ăn 1 giờ mấy thả tới chiều. Dạ. Nó cũng ăn các loại cây gì, cây gì vậy mấy? Mê dương nè, mê dương rồi, nó đúng là chung là thứ gì nó cũng ăn thôi. Dạ. Lục bình nó cũng ăn, cỏ, phinh diệp, cái gì nó đụng cái gì nó ăn mấy, nhưng mà nó lúa thì nó ít ăn hơn. Dạ. Lúa nó không ăn, cái lúa chín nó mới ăn. Còn lúa nhỏ thì nó cũng ăn chơi chơi như tương trương, thường khi cũng thả ra bờ ruộng á, bữa nay chiều cho nó về nó ăn, ra giờ thả ra bờ ruộng bỏ đó cho nó đi mình theo giữ, nó ít. Dạ. Ăn lúa đỡ cái là vậy thôi. Mấy con dê mà nó mang cái bầu sữa như vậy là chắc cả nhà nó có con ha. Dạ, nó đẻ con nó sữa dữ lắm, như con nãy vú bự lên là về phải dắt sữa bớt, tại vì có khi đẻ ba con phải dắt sữa con đó ra cho con kia nó bú. Dạ. Thì nó có hai cái vú rồi, nó đẻ ba con. Nó còn cái này là đẻ được cái đó, biết ăn là dưới này là sáu, này là đó là tháng mấy đó. Dạ. Nó lớn cũng ngoài 10 mấy ký rồi đó. Nó tháng mấy mà lớn vậy đó. Chấm cái cân quá. Ừ, con cũng mềm mà. Dê lớn con mà con bự 6, 7, 8 ký luôn. Được nó gần 100 ký mà. Quá thế cưng. Việc chăn nuôi dê không khó. Đầu tiên là lựa chọn giống dê, xây dựng chuồng trại rộng rãi thoáng mát, tìm hiểu thêm thông tin về cách chăm sóc. Và điều đặc biệt là phải tiếp cận thị trường tiêu thụ nếu như chúng ta nuôi dê hướng thịt và sữa.
qua đi. Mô hình nuôi dê thả chăn đem lại hiệu quả cao, ít công chăm sóc cũng như việc vệ sinh chuồng trại. Dê cái đẻ hai lứa mỗi năm, lợi nhuận từ việc bán dê thu về hàng trăm triệu đồng trên năm. Chúng tôi hỏi về thời gian chăn nuôi đến khi xuất bán, ông Nhân chia sẻ. Rồi cái thời gian nuôi như vậy thì khoảng bao lâu mình mới giả bán được cái gì chú Dương Bảy? Nếu mà dê đực thì nuôi khoảng, nếu mà thả này cỡ 7 tháng nó cũng cỡ 30 kg. Còn dê cái thì không tới, dê cái thì nó nhỏ hơn, nó khoảng 20 kg. Còn muốn bự bự nữa thì cỡ 40 kg, phải 8-9 tháng. Chỗ đó bán được chứ không được 5 năm cái rụng răng rồi mất giá. Thì nó có 10 hoặc 12 tháng trở lại à. Năm đẻ được hai lứa. Dạ. Yeah. Năm cái đẻ được hai lứa thì đẻ hai con, ba con, một con không chừng. Vậy đó. Mới bán 8 con ba mấy triệu. Giờ còn con chuẩn bị đẻ mà chuồng chặt quá chưa có làm kịp. Chuồng chặt mình phải tấp điên cực. Để một đống cây bỏ từ đợt dịch tới giờ, cái thằng bên An Giang nó không qua đây, chứ phải cửa đầu đó mà nó không qua được. Xẻ đống cây, đống cây bỏ ngay góc cầu này, một góc 4 khối cây bỏ đống cầu, mùa này mấy tháng rồi mà chưa có xẻ được. Vậy là làm cái chuồng đó ha? Ừ, tôi xây rồi, đáp luôn, xây đà rồi, giờ chỉ xẻ cây để vô á. Nhưng cho mở rộng ra làm luôn nữa, cái lên cái trăm con luôn. Nó chặt có mới bán, bữa hôm nay bán mấy cái bầu. Giờ mười mấy con nó ra, cái nữa là trình cứng. Dạ. Đợt này tới qua tới tháng 2 mới bán mười mấy con được chơi. Giá luôn, cao rồi, bán 140 này còn có 100 luôn á. Dạ. Về 4 triệu mấy 5 triệu. Nhận thấy lợi nhuận từ việc chăn nuôi dê, ông Nguyễn Chí Nhân đã triển khai hạ tầng, nới rộng chuồng trại, gia tăng số lượng dê. Hiện tại thì cái đàn dê của Dương Bảy nó ăn cũng đã no rồi. Thì Dương Bảy gom nó về, ông lùa nó về.
đâu kìa. Nè, rú qua đây nè. Rồi, rú đi. Rú cho bá, rú đi. Còn mày rú yếu bên đây để cho con này rú yếu bên đây. Không biết gì trơn. Rú đi, nè. Rú đi, đó, rồi rú đi. Rồi, rú cái gì. Nó là hồi nãy cho nó rú riêng rồi đó. Ở nhà bút thêm rồi đó. Rồi vô dành của ta. Bú đồ, ra kiểm tra đi. Còn mày qua đây nè. Phục cái gì? Lên xấu cho bú. Mày xấu với lại con bú đỡ nữa ngủ. Nói con của nó là con nào cho bú, nó không có cho bú con khác không có cho bú. Yeah. Bự dành bú. Mình giống như này nè. Bên kia đang đè rồi đeo bên kia. Cái bú bên đây không bú mà dành biếu cái đó là sao ta? Nè. Rồi nó có bú nó thôi. Xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, sau hơn 30 năm thành lập, nay đang không ngừng phát triển về mọi mặt. Trong đó nhiều nhất vẫn là trồng trọt và chăn nuôi, tạo tiền đề cho công cuộc phát triển vùng kinh tế mới, góp phần đưa quê hương biên giới ngày thêm giàu đẹp, bền vững.